Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với vlog của mình. Mọi người có thấy hôm nay cái chất lượng video nó đã kiểu like rất là well improved quality, you know. And hôm nay thì bọn mình như các bạn có thể thấy đây, vali này hôm qua bọn mình đã pack đồ xong. Và cái vali này bọn mình không mang gì nhiều ấy, chỉ một cái vali bé này thôi. Và hiện tại thì mình đang ngồi, con tàu chạy đến hơi ồn chút. Và hiện tại thì mình đang ngồi pack nốt đồ vào trong cái ba lô đeo lưng này của mình. Thế thôi. Và hôm nay bọn mình đi đâu thì các bạn hãy cùng theo dõi tiếp nhé. Let's go. Hello, xin chào tất cả mọi người. Và đây là một chiếc room tour mini của chuyến du lịch lần này. Và hiện tại thì bọn mình đang ở Nha Trang nha mất tất cả mọi người. Căn phòng mà bọn mình thuê ngày hôm nay thì nó cũng không có gì quá là đặc biệt ấy. Đó. Thì ở trong phòng chắc là cái nổi bật nhất đó chính là cái cửa sổ này. Nhưng mà cái view của nó thì nó không thực sự là ok đâu mọi người. Bởi vì đây là cái khách sạn mà bọn mình thuê thì cái vị trí của nó là trong ngõ. Thế nên là cái view ở dưới này của nó chắc là cái view đi sang một cái khách sạn khác, chứ không phải là view biển ở ngoài kia mọi người ạ. Nhưng mà thôi, thế thì cũng được. Ở đây thì bọn mình có một cái bàn trà. Đây là một chiếc giường đôi khá là lớn. Có một chiếc gương để chụp OOTD, một chiếc TV và đây là cái tủ quần áo. Cũng khá là lớn nhưng mà mình không biết tại sao là cái bóng đèn ở đây của mình không bật được các bạn. Mình có thử tất cả các nút ở trong phòng nhưng mà đều không bật được cái đèn này. Chắc là tí nữa mình sẽ bàn lại với nhân viên ở dưới. Ở đây thì bọn mình có một cái tủ quần áo này. Thì cũng đơn giản thôi. Mình vừa mới tách thêm đồ vào đây. Còn ở dưới đây là cái tủ giày. Đó. Tiếp theo, bên cạnh tủ quần áo thì chúng mình có một chiếc phòng tắm. Chiếc phòng tắm này cũng khá là xinh thôi mọi người. Để bật điện lên. Thì trong phòng tắm này tất nhiên là mình sẽ có một cái lavabo ở đây. Hai, đây là mình. Mọi người có thấy cái chất lượng quay đợt này nó lên rất là nhiều không? Bởi vì đây, mình đã đầu tư một chiếc máy ảnh để quay cho tất cả mọi người xem. Thế nên mọi người hãy subscribe, like video để ủng hộ mình nhé. Ở đây thì mình có một chiếc phòng tắm đứng cũng bình thường, cũng không phải là to lắm. Và ở đây nó chính là một cái view từ cái chỗ tắm đứng này có thể nhìn ra ngoài giường ngủ được. Đó. Vậy thôi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hiện tại thì bọn mình đã ra cái ngoài quán ăn rồi. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? Bây giờ là 6:30 tối và bọn mình vừa mới hay được một cái tin, đó chính là người dân ở Nha Trang ấy, người ta dọn hàng rất là sớm, khoảng tầm 8-9 giờ tối, tầm 8 giờ 8 rưỡi nhỉ? 8:30 là người ta đã đóng cửa hết sạch rồi và bọn mình chưa ăn trưa. Có nghĩa là bọn mình đi từ sáng và bọn mình chưa ăn trưa đúng không? Nhưng bọn mình rất là đói nên bây giờ bọn mình đã có mặt tại đây là số 16 Đàn Ông. Đây là quán nem nướng Nha Trang. Thực ra là mình đã ăn nem nướng Nha Trang rất nhiều ở Hà Nội rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình được thử cái món này ở Nha Trang. Không biết là ăn ở Nha Trang thì nó có khác và ăn nem nướng không. Đây là khác mọi người ạ. Thế nên là bây giờ bọn mình sẽ ăn luôn mọi người nhé, bởi vì quá là đói rồi. Hôm nay thì bọn mình có gọi
một phần, hai phần nem nướng cho hai người, một phần bò nướng, đúng không? Bò nướng thì vừa nãy chị nhân viên còn hướng dẫn bọn mình là sẽ cuốn cùng với cả cái lá nem này để ăn. Cái nem nướng Nha Trang này thì mình đã ăn rất nhiều ở Hà Nội rồi, nhưng mà cái bò nướng này thì mình có chưa, thế nên là hôm nay mình sẽ thử. Xin mời mọi người. Bọn mình vừa về đến khách sạn và anh Khang đang đang thử đồ mọi người ạ. Ngày mai thì bọn mình sẽ đi đảo, thế nên là bọn mình hôm nay thì mình back về khách sạn khá là sớm để tắm rửa, bởi vì hôm nay bọn mình cũng mệt đấy và đi ngủ. Bây giờ khách sạn đang là 10:09, khá là sớm. Chút. Anh Khang thì vẫn đang bắt đồ ở đằng kia, còn mình thì đang ngồi đây để xem lại lịch trình cho ngày mai một chút. Hôm nay bọn mình đến đến Nha Trang vào lúc cái tầm chiều tối, tầm 5-6 giờ ấy. Thế nên là hôm nay bọn mình cũng không có cái hoạt động gì nhiều, bọn mình chỉ có đi ăn, sau đấy đi lượn một chút ở cái đường bờ biển ấy. Và lịch trình của bọn mình ngày mai đó chính là bọn mình sẽ đi đảo. Lịch trình của mình sẽ đi là vịnh, hai vịnh san hô. Sau đấy thì bọn mình sẽ đi mini beach vào buổi chiều. Thế nên là hôm nay bọn mình back về khách sạn khá là sớm để tắm rửa và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày mai. Thế nên là đi ngủ thôi và hẹn gặp lại tất cả các bạn ngày mai nhé. Bye bye. Sáng ngày hôm sau thì bọn mình dậy khá là sớm. Bọn mình ăn một chiếc bánh mì và sau đấy di chuyển ra ngoài cảng. Để ra được ngoài đảo thì bọn mình sẽ cần phải tập kết tại một bến cảng có rất nhiều cano. Từ khách sạn chỗ bọn mình thuê đến bến cảng bọn mình đi chỉ mất khoảng tầm 20 phút thôi, cũng khá là gần. Tại đây trước khi đi thì bọn mình được các chú tư vấn rất là nhiệt tình. Hôm đấy thì bọn mình đã quyết định là sẽ đi cano tự túc, có nghĩa là ở trên cano thì chỉ có mình với cả anh Khang mà thôi. Sau khi nghe các chú tư vấn xong thì bọn mình quyết định là sẽ đi vịnh san hô 1 đầu tiên. Hoạt động chính của chúng mình trong buổi sáng ngày hôm đấy đó chính là đi lặn. Bọn mình không thể mang máy ảnh cũng như là điện thoại xuống dưới để quay đi lặn cho mọi người xem được, nhưng mà may quá là các anh chị ở đây có camera GoPro. Staring out the window, reaching for a north star, waiting just to wake up from this nightmare where you could be right back in my arms, dancing to the limbo, stuck here in the middle. You tell me that it's simple, but I could paint 1,000 different pictures of what is wrong. But if we turn the clocks back a couple dials, we should throw them out, because time ain't as old, but you fill me up and I can feel it now. Cái khoảng thời gian 15 phút nó trôi qua rất là nhanh luôn đấy mọi người. Có nghĩa là mình cảm thấy chưa đủ đã, nhưng mà rất là đáng là nên thử khi mà đến vịnh san hô nha tất cả mọi người. Thấy thiên nhiên ở đây đẹp lắm. Thuận vía là hôm nay của mình đi trời nắng, thời tiết khá là ủng hộ.
Bây giờ thì hiện tại bọn mình đang ngồi đợi chú lái cano đến đón bọn mình. Địa điểm tiếp theo sau khi kết thúc chuyến đi lặn của bọn mình sáng hôm nay, đó chính là bọn mình sẽ đi vịnh San Hô 2. Và mọi người hãy cùng đón xem là bọn mình sẽ có những hoạt động gì ở đấy nhé. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì bọn mình vừa mới đến vịnh San Hô. Đây cũng là vịnh San Hô nhưng mà đây là bãi thứ hai mọi người ạ, vịnh San Hô 2. Hôm ở đây thì chắc là bọn mình sẽ tắm biển một chút này, sau đấy thì ăn trưa và mình sẽ nghỉ ngơi ở đây buổi trưa một chút cùng với ăn uống, và sau đấy thì lịch trình chiều nay của bọn mình vẫn là đi đến Mini Beach, là điểm đến cuối cùng trong buổi chiều ngày hôm nay của bọn mình. Thế nên là hãy cùng đi cùng bọn mình nhá. Let's go mọi người ạ. Anh Khang đang chụp ảnh cho các cô. Hiện tại thì bọn mình đang buổi sáng nay thì bọn mình mới đi lặn xong, mới đi lặn ở vịnh San Hô 1 xong. Thế còn hiện tại thì bọn mình đang bọn mình vừa mới đi sang đảo San Hô 2. Buổi trưa thì ở đây thì bọn mình sẽ chỉ tắm biển này, nghỉ này, và tí đó chắc là bọn mình sẽ ăn nhẹ một cái gì đấy một chút để phục vụ cho chiều ngày hôm nay. Đó chính là bọn mình sẽ đi Mini Beach. Mini Beach thì maybe là bọn mình chắc là sẽ có nhiều hoạt động hơn, chắc nữa vừa tắm biển vừa chụp ảnh nữa. Còn hiện tại thì ở vịnh San Hô này thì nước khá là đẹp, trời nó rất là nắng cho tất cả mọi người. Đây là say yeah. Thế nên là nếu mà tí có hoạt động thì sẽ dẫn các bạn theo nhé. Bye bye. You scream we can never play it fair. Thought you're on my team, don't you ever dare bitch me, cause you know I'm your favorite player. If you wanna we can take it there. Sáng hôm nay bọn mình mới đi lặn San Hô này, xong sau đấy thì bọn mình ra đảo ra vịnh San Hô 2 để chèo kayak, sau đấy bọn mình có training một tí. Bây giờ bọn mình sẽ ăn trưa nghỉ ngơi để chiều nay bọn mình sẽ ra đến Mini Beach, và sau đấy thì bọn mình sẽ về đất liền sau 4 giờ chiều, bởi vì sau tầm đấy thì nước chiều cường lên với cả sóng rất là lớn, thế bọn mình cần phải về sớm chứ không sẽ bị kẹt lại ở ngoài này mất. Sau đấy thì bọn mình có gọi một suất cơm ở trên đảo. Vì mình bị dị ứng hải sản nên mọi người có thể thấy trong bữa cơm ngày hôm nay của mình thì có cơm trắng, canh bí nấu với tôm và một đĩa thịt rang cháy cạnh. Đoạn này vì mệt quá thế nên là mình không thể quay được gì nhiều. Sorry tất cả mọi người. Time, you and I, hours, minutes, days and nights, trading all of our deadlines for conversations over wine. Chiều ngày hôm nay sau khi trở lại đất liền thì bọn mình về khách sạn để thay quần áo và tắm rửa. Sau đấy thì bọn mình có ghé ăn bánh căn ở số 51 phố Tô Hiến Thành. Theo như mình cảm nhận thì một phần ăn ở đây khá là to và đầy đặn. Chào mừng đến ngày thứ 3 ở Nha Trang. Mọi người có thấy rằng là cái căn phòng mà bọn mình đang ở nó khác với cả cái căn phòng mà mình làm cái room tour ở cái đầu video không? Đó chính là vì cái căn phòng đầu tiên mà bọn mình ở đấy nó đã gặp trục trặc ngay trong đêm đầu tiên. Đó chính là bọn mình không có nước nóng và bọn mình đã phải làm tất cả mọi thứ với nước lạnh, và nước rất là lạnh luôn đấy mọi người. Thế nên là trong ngay buổi chiều ngày hôm sau, sau khi mà bọn mình đi đảo về thì bọn mình đã yêu cầu khách sạn là đổi cho bọn mình sang một cái căn phòng khác có nước nóng. Và đây chính là cái căn phòng mà bọn mình được đổi. Đó. Thế nên là mọi người hãy cùng xem tiếp nhé.
Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là sáng thứ 3, ngày thứ 3 mà bọn mình ở Nha Trang. Hiện tại thì bọn mình vừa mới pack đồ xong. Để tí nữa thì bọn mình sẽ chuẩn bị đi. Hôm nay bọn mình sẽ đi Vinpearl. Hôm qua thì bọn mình đã đi xong ba đảo, đó chính là hai vịnh san hô này, với cả mini beach vào buổi chiều. Sau đấy thì bọn mình có bách về đất liền lúc 4 giờ khá là sớm để bọn mình về lại khách sạn tắm rửa và sửa sang lại quần áo. Tối ngày hôm qua thì bọn mình đi ăn bánh căn ở số 51 Tô Hiến Thành. Như mọi người có thể thấy thì cái quán nó rất là đông luôn ấy. Hôm qua thì lần thứ nhất bọn mình ghé thì cái cô chủ quán bảo với bọn mình là các con đi lượn ở đâu đấy 20 phút đi, sau đấy thì hãng quay lại thì mới có chỗ. Sau khi đến thì bọn mình được vào, và như mọi người biết gì không, bọn mình phải ngồi đợi một tiếng với hai bát nước mắm, sau đấy thì bọn mình mới được ăn. Nhưng mà cái kết quả của cái sự chờ đợi ngày hôm qua nó rất là xứng đáng nha mọi người. Sau đấy thì bọn mình lại đi ăn tàu hũ đá. Hôm qua bọn mình ăn 4 cốc mọi người ơi, mỗi người 2 cốc bởi vì quá ngon. Mình rất là highly recommend tất cả mọi người đến Nha Trang thì chắc chắn là phải đi ra chỗ cái gì nhỉ? Số 14, cái địa chỉ hôm qua là gì nhỉ? Số 14 Hàn Thuyên để ăn tàu hũ đá nha tất cả mọi người. Rất là highly recommend. Bây giờ bọn mình sẽ chuẩn bị đi ăn trưa. Đấy thì sau khi ăn trưa xong thì bọn mình sẽ di chuyển ra bến cảng tập kết để chuẩn bị đi cano ra Vinpearl. Thế nên là hãy cùng đi cùng bọn mình hôm nay nhé. Xem ngày thứ 3 của mình ở Nha Trang có gì. Let's go. Đến Vin, sao nó tối thế nhở? Let me check. Ok. Mọi người ơi, bây giờ bọn mình đã đến Vinpearl rồi đây. Không biết cái này nó là hơi nước hay là cái gì nhở? Ở trên video mọi người có nhìn thấy không? Nhưng mà ở đây nó vừa nắng xong nó còn vừa có một cái lớp mờ mờ gì đấy ấy, mọi người. Đây là cái cổng của bọn mình. Vin Wonder. Cái bản đồ nó to quá. Bọn mình đang ở đây. Ở đây nó có đến 78 cái để đi. Và do bọn mình đang ở đây mọi người ạ. Nghĩa bọn mình sẽ phải đi cái này trong buổi chiều ngày hôm nay. Hiện tại thì bọn mình đang đi tìm lối để dẫn vào công viên nước. Bây giờ nóng quá thế nên là bọn mình sẽ muốn cái gì đấy có nước nước một chút. Sau đấy thì bọn mình sẽ đi các cái trò chơi vào tầm chiều. Ngày thứ tư của bọn mình ở Nha Trang thì bọn mình chỉ có đi ăn một vài quán local, đi tham quan một vài quán coffee ở đây. Sau đấy thì bọn mình ra cái phần biển ở đoạn đường Trần Phú, gần cái nơi mà khách sạn bọn mình thuê. Và chiếc vlog này đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem và hẹn gặp lại trong tất cả các vlog vào lần sau nhé. Bye bye!